Chào các bác, hôm nay 24/1/2018 tháng Euro lại tiếp tục về rất là nhiều loa cây và loa thùng. Lô hôm qua thì hôm nay có anh em lấy hết rồi. Hôm nay là toàn bộ hàng mới về, em vừa bóc xong đây. Các bác nhìn trên màn hình toàn dòng Unkyo và Diatone rất là gồ. Unkyo 77RX đây. Dòng này tiếng Trung lộc lộng, các bác vừa hát vừa nghe nhạc rất hay. Bên cạnh nó là một cặp FX và FX2 La Mã. FX và FX2 La Mã. Đây đang chưa dỡ thùng, bóc luôn để các bác nhìn. Vừa về xong. Đây là cặp Diatone 77Z. Đều những cái dòng này đều bát 30 và thùng rất là nặng. Em đang bóc tiếp về cả PNR và Unco. Đặc biệt là lô này về có một đôi loa tháp của Sharpin Vega. Loa tháp của Sharpin Vega dòng CVT-12, sở hữu một bát sườn 30, rất là vô về. Đôi này nó cao khoảng hơn 1 mét, chiều sâu của nó rất khủng, chiều sâu của nó phải tầm khoảng gần 60 cm, gần 3 gang. Con này thì các bác làm nhà trưng bày mà bề ngang kích thước mà hẹp, muốn trứng bát nó nặng thì con này là một lựa chọn cực kỳ ưu việt. Dòng Sharpin Vega dòng cây rất là hiếm, dòng CVT-12. Cách đây không lâu thì em có về dòng CVT-10, con này là CVT-12, khủng hơn nhiều. Các bạn nhìn Sharpin Vega Mỹ CVT-12. Các bạn nhìn thiết kế đằng sau, người ta làm hai lỗ thở song song với nhau để tạo được cái hiệu ứng bát nó sâu hơn. Và hai nữa là như các bác biết rồi, bát Mỹ Sharpin này bát 20 nghe đã lực rồi, đây bát 30, đâm ra người ta làm cái lỗ thông hơi nó phải lớn và hai lỗ kép như thế thì bát nó đảm bảo rồi. Các bác có nhu cầu thì alo cho em số 098 369 8887, địa chỉ số 67 ngõ 225 Nguyễn Cảnh, Hoàng Mai nữa. Ngoài ra về thêm cặp Victor SX7 2 La Mã Yamaha NS690. Đấy. Có cặp cây Bo 701C2 bát cắm điện. Và rất là nhiều âm ly equalizer. Dàn âm thanh ở đây. Giới thiệu các bác một bộ dàn PNR bát 20. À quên, bát con này bát 25-27 đấy, PNR 5 thớt tại. Với bộ này thì ngân sách rất hợp lý, chưa đến chục triệu các bác đã có thể chơi một bộ complex này rồi. Các bác có nhu cầu thì alo cho em nhé. Hôm nay 24/1/2018, rất nhiều các sản phẩm loa âm ly bái phục vụ các bác. Đờ lông 890D này, có tiếp này, toàn hàng chất. Các bác có nhu cầu alo luôn cho em.